Xin chào các bạn, hôm nay mình làm một cái clip này nói về đám cưới của một người Việt và một người Lào nhé. Và đây cũng là người anh của mình, nên mình làm lại cái clip này để cho các bạn hiểu thêm về cuộc sống ở Lào. Mình lấy vợ Lào nó có dễ hay khó nhé, và thủ tục thì nó gồm những gì thì mình sẽ xem sau cái clip này nhé. Và đây mình từ trên nhà mình và mình đi xuống dưới nhà gái để làm lễ và dự tiệc nhé. Thì thủ tục muốn nơi một khác thì ở Lào thì nó có cái thủ tục riêng của người ta. Người Lào khi mình đi lấy vợ thì mình sẽ phải bỏ tiền ra, mình cưới vợ bỏ tiền ra để là đưa cho bên nhà vợ. Nhưng mà khi mình cưới vợ xong thì mình lại về bên nhà vợ, ở bên nhà vợ nhé, và làm ăn ở bên nhà vợ, giống như kiểu là bên mình là người con gái theo chồng vậy đó. Nên là anh mình lấy vợ xong thì cũng như vậy. Và đây phía trong đây là chuẩn bị vào làm lễ. Đó, bên này là bên những người đại diện bên họ nhà gái, là những người Lào đó đang ra tiếp chuyện. Và bên này có ông anh cũng đại diện, ông anh ông chú đại diện bên nhà trai, thì cũng để vào nói chuyện người lớn rồi cũng làm lễ. Thì thủ tục thì cũng có phần khác. Việt Nam thì làm lễ người ta cũng có làm lễ gia tiên trong nhà, thì mình thấy người ta làm lễ vậy thôi chứ mình cũng không hiểu được. Thì cũng lễ này lễ kia thì có khoảng cả tiếng đồng hồ vậy đó, rồi trao này trao kia, rồi người ta hay phục khen là người ta sẽ có cái dây khen ở trên cổ tay để lấy sự may mắn. Ở đây người ta đang làm cái lễ này, người ta mình cũng không hiểu cái lễ gì nữa. Ở đây là những cái lễ để cầu may mắn hay là cho cha mẹ rồi hai bên hay là xin gì đó thì mình cũng không biết vậy thôi, chứ mình cũng không thực sự rành. Đây thấy không, trên tay của cô dâu ấy chú rể là toàn tiền đó, đấy là cái gọi là phục khen đấy nhá. Tức là người ta sẽ dùng sợi dây rồi người ta cột cái tờ tiền lại và cột lên tay để mừng cho cô dâu chú rể và cầu những điều may mắn và những cái điều hay đó. Đây là những cái lễ và người ta sẽ làm cũng nhiều cái lắm. Còn về bên mình thì mình cũng tặng gì thì mình tặng thì cũng theo bên đó. Đây cũng là một cái phục khen này, đây là tức là đang cột những tờ tiền vào đầy hai bên tay đó. Thì lễ nghi của người Lào thì cũng không có gì khó nhé, cũng đơn giản thôi. Cái là phong tục tiếng nói thì người ta khác, mình thì mình không hiểu rõ lắm thôi nhé. Còn lấy vợ Lào thì có khoảng mấy chục triệu, có khoảng bỏ ra mấy chục triệu là lấy vợ được một người vợ Lào rồi nhé, không có gì khó cả. Còn nhiều người mà người ta khéo ra nữa thì người ta cũng không tốn tiền nhiều, tốn 5-7 triệu gì đó cũng xong, cũng lấy được cô vợ. Và xong là đến phần ngoài là cái phần ăn uống của bên nhà gái tiếp đãi nhà trai nhé. Thực sự ở đây những món ăn của người Lào thì không có gì đặc biệt nhé, chỉ có một vài món vậy thôi người ta sẽ dọn ra đó. Mình cũng ăn uống xong và giờ chụp hình xếp về. Còn đây là tiếp phần 2 là cái phần bên nhà trai nhé, sẽ tổ chức riêng. Mình sẽ tổ chức bên nhà mình cho anh em chị em bên mình riêng nhé. Đó,
thì bên mình thì mình sẽ phải làm theo kiểu bên mình. Khung rạp mà ông già thì mình sẽ làm thiết kế theo giống của người Việt mình. Đó. Đây là những món ăn do chính em trai đầu bếp mình đạo diễn nhé. Và cái quán này cũng là quán của em trai mình luôn. Hiện tại thì mình đang ở tỉnh Bát Xế, Lào nhé. Vậy thôi, nghe nói chung là tiệc tùng thì cũng về bên đoạn bên này thì cần nói nhiều nữa thì bên người Việt mình thì cũng giống nhau hết. Ăn nhậu no say, hát hò nhảy múa vui vẻ tưng bừng.